rất nhiều chầm sáng ngày hôm nay sẽ đóng trả các bạn nhá. Sáng nay là cũng 3 quả rồi. Chầm CD này, chầm JD này, JD chầm DB Acoustic em đang test thử. Và ấn tượng là cái quả chầm B và V kép này bán xả hàng trưng bày siêu rẻ. Đấy. Đây em đang bật chầm nhá, em tắt chầm đi. Em tắt chầm đi này. Nghe đầu cặp loa này thôi. Nghe được cặp loa bow thanh lý của bác khách này. Cặp loa thanh lý, cặp loa bow 301C4 này. Đấy, 4 triệu của bác khách nha. Nghe được cặp loa này đã hay rồi nha các bác nha. Khi có trầm vào nó còn mê nữa. Đây em nghe, nghe trực tiếp từ âm ly nha. Đập, đổi loa này. Fail các bác. Hàng thanh lý mà nghe ngọt đâu. Đây bây giờ em mở trầm lên nhá. Úi, tiếng nó đã chưa? Các bác đeo tai nghe. Đấy nha, em test thử luôn đấy cái trầm thanh lý của khách này rất hay nhá. Đấy nha các bác nhá. Đấy nha. Đấy. Hàng trưng bày. Rất cảm ơn các bác trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ. Ở đây cặp loa thanh lý này, sau video em sẽ test con lọc xì này với nhá. Con lọc xì này đây em mới cắm điện này, chưa cắm dây. Tí này em một lát nữa em sẽ test cái lọc xì này. Đấy, theo yêu cầu bác khách chốt hàng. Quả chầm này em test rất hay thì các bác nhá. Khi không có chầm nghe em bốt độc đôi loa thì nó bình thường. Nhưng mà chưa thử trầm thì đôi loa này rất tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Rất hay luôn. Đây em đang tắt trầm này. Và cảm ơn các bác và anh em. Bác khách này đến mua sắm bên em mấy lần rồi. Các bác lại lấy quả trầm. Đấy, sáng nay là 2 quả và cặp MWF cũng đã lên đường về Thái Nguyên rồi. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ.